phần thứ tư, những sự thử thách tiếp theo. Sáng thế ký đoạn 13 câu 1 đến câu 4 chép như thế này: Abraham ở Egypto dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót đồng trở lên Nam Phương. Và Abraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Người vừa đi vừa đóng trại từ Nam Phương trở về Bê-tên và A-hi là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Abraham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Nhưng bài tuần trước chúng ta đã học, khi Abraham nghe tiếng của Đức Chúa Trời kêu gọi mình ra khỏi Charan, người đã tới được Canaan, và tại đó Đức Giê-hô-va đã hiện ra với người và hứa ban đất đó cho dòng dõi của Abraham. Nhưng Abraham đã không dừng lại tại Canaan, người tiếp tục chuyển hướng đi sang phía đông và tới Bê-tên. Tại đó người lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Nhưng rồi Abraham cũng chẳng dừng lại, Abraham tiếp tục đi xuống phía nam. Và khi xứ bị đói kém, Abraham cùng cả gia đình mình, cùng với Lót và gia đình của Lót vào Egypto. Và cho đến khi sự cố đã xảy ra với vua Pharaoh, vua xứ Egypto, và người phải bị trục xuất ra khỏi Egypto và trở về Nam Phương. Cũng giống như Abraham, nhiều người trong chúng ta đã từng kinh nghiệm được cái chu kỳ của cuộc đời mình, các vòng quay của cuộc đời chúng ta. Trong thế gian này, người ta đã nhận biết rằng cứ 60 năm có một cái chu kỳ để quay vòng trở lại, quay vòng trở lại. Nhưng mà chúng ta thấy có một cái kinh nghiệm của cái thời gian trong cuộc đời chúng ta, nghĩa là khi chúng ta nghe được tiếng của Đức Trời kêu gọi chúng ta và thờ phượng Ngài, chúng ta bắt đầu tập bước đi theo tiếng gọi của Chúa, và chúng ta thường đi theo lòng mình muốn và điều mình cảm động và cho rằng phải. Cho đến khi chúng ta đến một cái thời điểm, đến một cái nơi mà chúng ta nhận biết rằng chúng ta đã sai chật. Cũng giống như người kia dò đài, tìm tín hiệu của một cái đài nào đó, mà tìm hoài, càng tìm càng xa dần đi. Và người ta đến khi người ta biết rằng là mình xa rồi, người ta lại quay trở lại cái vòng tuning đó để tìm về cái vị trí của cái đài mà ta nghĩ rằng đó là cái nơi mà họ có thể nhận được tín hiệu của cái đài đó. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta cảm thấy mình đã đi xa cái quỹ đạo của Chúa, không nghe được tiếng Chúa nữa và nhận biết mình đã sai chật, thì chúng ta lại bắt đầu trở về nơi chốn, không gian và thời gian, cái hoàn cảnh, cái bối cảnh mà trước đó chúng ta đã từng được tương giao ngọt ngào với Đức Chúa Trời khi Ngài hiện với chúng ta. Không phải chúng ta di cư giống như Abraham, mà ngay khi chúng ta đang định cư, nhưng mà chúng ta đã từng đi xa khỏi đường lối của Chúa, đi xa khỏi cái nơi mà Đức Chúa Trời đã để cho chúng ta. Và chúng ta cứ đi, hầu hết mọi người chúng ta đều chạy trước Chúa. Cuộc đời của tôi theo Chúa cũng vậy, đã từng tôi chạy trước Chúa mà mình cứ tưởng là mình đang hầu việc Đức Chúa Trời. Tôi sốt sắng, tôi năng nổ. Khi tôi được Chúa cho các chiêm bao, các khải tượng nhận biết Ngài kêu gọi mình, tôi vui mừng, tôi học lời Chúa, tôi đi khắp mọi chỗ này, mọi chỗ kia để tôi tìm kiếm lẽ thật của Chúa, tôi học, tôi huấn luyện. Tôi không dừng lại vì tôi nghĩ là tôi phải đến đó tôi mới thể nghe được tiếng Chúa, tôi phải đến đó tôi mới có thể hiểu được lời của Chúa. Và tôi cứ chạy đông, chạy tây và chạy rất là xa, rất là mệt, tốn kém tiền của, thời gian, vật chất và thậm chí bị tổn thương rất là nhiều. Cho nên khi tôi được Chúa sai tôi tới, của Chúa đến dẫn tôi đến một cái nơi mà tại đó lần đầu tiên của cuộc đời tôi theo Chúa đó nghe được lời tiên tri của Đức Chúa Trời, tôi đứng đó chịu trận tất cả những lời của Chúa, giống như là cưa xẻ toàn bộ tất cả cuộc đời tôi ra và đi sâu vào trong cõi, sâu trong tâm lòng của tôi. Tôi đứng tôi khóc, sau đó tôi mang cuốn băng nó trở về và tôi đưa cho người bạn của tôi là giáo viên Anh văn của người Canada. Anh ta nghe lại từng lời trong cuốn băng đó vì lời tiên tri phát rất là nhanh. Anh ta nghe lại và viết xuống, rồi tôi đánh máy ra, rồi tôi dùng tự điển để dịch cho chính xác, để xem ý của Đức Trời. Chúa phán rằng là người đã chạy trước ta, người chạy đông chạy tây, ta đã bảo ngươi dừng lại nhưng ngươi không nghe, ngươi cứ chạy. Và tôi ăn năn, và bây giờ tôi dừng lại và cảm tạ ơn Chúa. Khi tôi dừng lại, Chúa bắt đầu dạy dỗ tôi và khiến tôi trở thành người giảng lời Đức Trời cho những người khác. Bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao Đức Chúa Trời đã kêu gọi sứ đồ Phao-lô vào trong đồng vắng Ai Cập, tại trong vùng vắng Ai Cập đó 3 năm để đào tạo Phao-lô trở thành sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Như vậy thì chúng ta thấy là cuộc đời chúng ta đều tìm được
Những lúc chúng ta đi xa đường lối của Chúa, hoặc là quá bận rộn về công việc làm, quá bận rộn về sự lo lắng của đời, chúng ta đi xa đường lối của Chúa, nhiều khi chúng ta không có thời gian để tương giao với Ngài nữa, và nhiều khi chúng ta cảm nhận rằng chúng ta đi xa hoặc đi sai chật, và có những lúc chúng ta nghĩ rằng Chúa bỏ mình rồi. Và bây giờ chúng ta khao khát được muốn quay trở lại với cái không gian thời gian mình đã từng được ngọt ngào với Chúa. Abraham đã nhận biết điều này, ông trở về Nam Phương và đi ngược lên phía Bắc để trở về nơi mà ông đã lập bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và cuối cùng Abraham đã trở về nơi mà Đức Chúa đã hiện đến với ông. Chúng ta nhớ rằng khi chúng ta đi xa đường lối của Chúa, có thể cuộc đời chúng ta trong xác thịt này có thể tiếp nhận được một số kiến thức của đời, học được nhiều trò, có thể kiếm được tài sản vật chất cho cuộc đời của mình, nhưng mà vì cớ những sự như là vật chất của cái tiền bạc đó đều do người ta tạo ra, thì những vật đó lại trở thành vật gây trở ngại cho tâm linh chúng ta đã không được tương giao với Đức Chúa Trời. Điều chúng ta đã giành được cho xác thịt thì lại là điều chúng ta mất đi phải phần tâm linh. Trong sự mất cân bằng này, tâm linh chúng ta trở nên khô héo, trở nên yếu đuối. Và bởi cái đó có nhiều người đâm lao thì lại theo lao, cứ xa dần trong sự giàu có của thế gian. Bởi vì càng đi xa bao nhiêu thì cái sự nhu cầu đòi hỏi của xác thịt nó càng gia tăng bấy nhiêu. Và bởi vì con người xác thịt đã được chăm sóc nên ý chí của nó càng trở nên mạnh hơn, có sức hơn, và nó thắng được con người tâm linh. Trong khi con người tâm linh muốn tranh chấp lại thì lại không có lời của Chúa, không được nuôi dưỡng, không được chăm sóc, không được bảo vệ, nên nó không thắng được con người xác thịt. Nếu có nhiều người ngồi than phân thác vận, nhìn cái tòa nhà của mình nguy nga, nhìn tất cả vật chất của mình giàu có, nhưng mà cảm thấy tâm linh của mình trống vắng, họ thở dài, họ ngán ngẩm, họ muốn trở lại con đường cũ với Đức Chúa Trời nhưng không quay lại được, bởi vì con người xác thịt nó mạnh hơn. Đức Trời muốn chúng ta được giàu có thịnh vượng ở trong nước thiên đàng trước. Như tôi từng chia sẻ, nếu người nào đó chỉ lo sự giàu có bề ngoài mà không lo sự giàu có thật bề trong, thì một ngày kia tất cả sự giàu có ngoài đó bị cướp hết. Bởi vì con người bề trong không được giàu có thật của Đức Chúa Trời ban cho, nên không có sự khôn sáng thật, nên rất dễ bị quyền lực của tối tăm của ma quỷ lừa và cướp đi tất cả mọi điều mà người ta đã làm được. Lót và những người chăn chiên của Lót đã từng ở với Abraham, cậu của mình, và được giàu có thịnh vượng. Nhưng bây giờ khi trở về từ Ai Cập thì họ trở nên giàu có đông đúc hơn, và bây giờ họ tranh chấp lại với lại Abraham, tranh chấp với những người chăn chiên của Abraham, mặc dù họ biết rằng Abraham là cốt nhục của họ. Sáng thế ký đoạn 13 câu 5 câu 7 chép: và Lót cùng đi với Abraham, cũng có chiên bò và trại, sư đó không đủ chỗ cho hai người ở chung vì tài vật rất nhiều, cho đến nỗi không ở chung nhau được. Trong khi dân Canaan và dân Pherisit ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Abraham cùng bọn chăn chiên Lót. Những người chăn của Lót đã cảm thấy xứ mà họ ở đó không có chỗ cho họ, nên họ đã tranh nhau. Ở đây trong lời của Chúa rất là mầu nhiệm, chứ không đủ chỗ này trong tiếng Hebrew có nghĩa là không giúp cho họ được thỏa mãn, không giúp cho họ được tôn cao, không giúp cho kế hoạch của họ được tiến tới, không giúp cho họ được thành đạt như ý muốn. Khi vào Ai Cập, nó cảm thấy được tự do vùng vẫy. Nhưng mà khi họ phải trở về, bởi vì mạng lệnh của vua Pharaoh phải trục xuất những người này đi, vì cớ vua Pharaoh đã lấy vợ của Abraham, vì cớ đó mà Đức Trời trừng phạt họ, nên vì họ sợ hãi, họ ban của cái cho quân lính dẫn các người này đi ra khỏi xứ của họ luôn. Và bây giờ họ cảm thấy rằng họ bị trói buộc, họ bị gò bó. Họ không tranh chấp với dân Canaan, họ không tranh chấp với dân Pherisit ở trong xứ, nhưng lại tranh chấp với chính người thân của mình. Vì họ cảm thấy rằng chính người đó, những người thân của mình đó khiến họ không được thỏa mãn, khiến cho họ không được phát triển. Lót trong tiếng Hebrew có nghĩa là cái vỏ che đậy bên ngoài, sự che giấu điều bí mật bên trong. Chứ tranh giành ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là coi nhau như thù nghịch, tranh cãi, lầm bầm, gây sự, túm lấy nhau để vật lộn, tranh giành. Khi Abraham được Đức Trời kêu gọi, người đã ra đi, và trong khi đi,
có Lot và gia đình của Lot đi theo. Nhưng mà sự ra đi của Lot theo Abraham không phải là để đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Người đi theo bởi vì người biết Abraham là người có nhân tánh tốt lành, và Abraham mọi sự đều tốt lành. Người đi theo như được để nương cậy. Đức Chúa Trời vẫn cho phép điều này xảy ra. Khi dân Israel được rút ra khỏi xứ Ai Cập, có nhiều người ngoại bang đã ra cùng với dân Israel, và họ cũng chịu luật cắt đì giống như dân Israel và trở nên thành người sinh trong xứ và trở thành người Israel vậy. Ở đây Lot đã đi theo Abraham cho đến khi tài sản của người được ta tăng lên, và bây giờ người không cần có Abraham nữa. Đức Trời biết rõ điều này. Trước khi Đức Trời lập giao ước quan trọng với người mà Ngài kêu gọi, Đức Trời sẽ làm đủ mọi phương cách để loại bỏ tất cả những cái gì che đậy bên ngoài, gây vướng víu, gây cản trở, gây trục trặc cho người mà Đức Chúa Trời chọn lựa. Kể cả những người thân của những người mà Đức Chúa Trời kêu gọi, nếu như những người đó cản trở người mà Đức Chúa Trời chọn đó, Chúa sẽ loại bỏ người đó. Tôi nhớ một câu chuyện ở bên thánh bên Mỹ. Có một thánh rất là lớn, có nhiều mục sư phụ tá. Vợ của một vị mục sư chủ tọa đó bị bệnh ung thư nặng. Các trưởng lão trong thánh đã kiêng ăn cầu nguyện cả tuần. Họ kêu cầu Đức Trời chữa lành cho bà. Và ngoài kia, trong khi họ đang kiêng cầu nguyện như vậy, Đức Thánh Linh đã phán trên một tôi tớ và người đó đứng dậy nói là Đức Giê-hô-va phán là nếu một ngày cái người đàn bà này còn sống trên đất này thì tôi tớ ta còn khốn đốn, chức vụ của tôi tớ ta khó mà giữ được, và bởi cái đó ta sẽ cất mạng sống của nó đi. Và Chúa cất mạng sống của bà đó đi. Tôi đọc cuốn sách của ông Rick Joyner khi ông vào trong thiên đàng. Ông gặp một vị thầy của ông. Cả hai vợ chồng đều là mục sư, đã từng huấn luyện rất nhiều các mục sư khác. Khi họ đã qua đời trở về thiên đàng, và khi tôi tới Chúa được lên thiên đàng trong một khải tượng của Đức Trời, thì họ được nhận được tất cả sự thật của cái người thầy đó. Tất cả những điều họ làm đó đều là cái vỏ bên ngoài, vỏ bên ngoài, nhưng không ai nhìn thấy. Nhưng mà đến kỳ khi mà các tôi tớ của Chúa được đào tạo tăng trưởng lên, có thể thay thế cái vỏ này, thì bây giờ Chúa loại cái vỏ đó đi để cho những người mà Chúa kêu gọi đó sẽ được đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, vì công việc của Đức Trời trong việc cứu rỗi nhân loại là quan trọng bậc nhất. Nếu người đó trở thành một cái vật ngăn cản công việc của Thánh Linh Ngài, thì Ngài sẽ tìm cách để thay thế người đó đi, loại bỏ đi. Ở đây Đức Trời đã chờ cho đến khi Lot rời khỏi Abraham, và bây giờ Đức Chúa Trời bắt đầu bày tỏ sự bí mật của Ngài ra cho Abraham. Khi Đức Thánh Linh giáng trên hội thánh của Chúa, có nhiều người được Chúa đụng chạm lên thân thể của họ. Họ có thể nhận được ơn ban cho tiếng mới. Họ bắt đầu thấy Đức Chúa Trời là có thật. Họ vui mừng muốn theo Ngài. Nhưng mà trong tất cả những người được Đức Thánh Linh động chạm đến, tất cả những người được Đức Thánh Linh được bày tỏ quyền phép của Ngài trên những người đó, thì không phải trong tất cả những người đó đều được kêu gọi vào chức vụ hầu việc Chúa. Mặc dù muôn vật để hầu việc Chúa, nhưng mà chức vụ hầu việc Chúa tôi nói đây là nói về những người sẽ được Chúa kêu gọi những chức vụ đặc biệt như giảng tin lành, trở thành những người truyền giáo của giáo sĩ, các sứ đồ hay các tiên tri của Chúa. Chỉ có một số ít trong những người đó Đức Chúa Trời chọn mà thôi. Nhưng mà khi những người đó được chọn như vậy thì cũng không ít những người biết những điều đó đi theo. Đi theo. Lot là một trong những người như vậy. Nhưng mà cái gì cũng có cái kỳ của nó. Nên trước khi Đức Trời muốn làm được sự lạ lùng và lớn lao cho công việc của Ngài trên những người mà Đức Trời kêu gọi và chọn lựa đó, Đức Trời sẽ khiến cho những cái vỏ che đậy bên ngoài được lột bỏ, gạt bỏ hết đi. Bây giờ Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài cho người đó. Chúng ta thấy trước mắt chúng ta, trên đất nước Việt Nam chúng ta, chính tôi được kinh nghiệm được, người kia đã từng tâm sự với tôi. Trong thời kỳ của năm 89-90, người kia, cái người đó vì bực tức người vợ của mình bỏ đi lang thang lên vùng cao, gặp một người thanh niên kia cũng là người truyền giáo, anh này cũng là người đã từng tin Chúa, và hai người cùng ngủ với nhau ở trong cái lán đó. Và trong đêm
Đức Chúa Thánh Linh có bày tỏ và gọi cái người kia là gì? Hãy đến cái vùng đó, nơi đó để truyền giáo, hầu cho Ngài có thể bày tỏ phép lạ. Khi dạy người đó tâm sự lại với cái anh này, nhưng người đó là ta không đi đâu, nên đó nó bắt bớ lắm, ta không đi đâu. Khi anh mà không được gọi đó, nghe được trên bài như vậy, đi luôn. Bởi vì anh đang sẵn cơn bực tức với vợ, anh đi luôn. Và khi lên đó, đến đúng cái vùng mà người bạn kia nói trên bao ta đó, anh ta đến và anh ta giảng lời Chúa. Và phép lạ xảy ra. Hàng loạt, hàng ngàn người tin Chúa. Và anh trở nghiêm nhiên trở thành người truyền giáo. Và được nổi tiếng một thời kỳ. Nhưng mà Đức Chúa không kêu gọi anh ta. Và bởi cớ anh ta không hiểu rằng khi Đức Chúa kêu gọi mà người khác không đi, mà người nào đó vâng lời đi, thì Ngài có thể đổ thần của Ngài hầu cho kế hoạch của Ngài được ứng nghiệm cho người đó. Không phải để vua giúp người đó, không phải để chứng nhận rằng người đó là thật là thuộc tới Chúa. Bởi vì muốn vào để hầu về Chúa. Nếu như con ong không thụ phấn chứ có hóa được, Chúa có thể khiến người có thể đủ trí thông minh để thụ phấn cho hoa cái. Hoặc là Chúa có thể khiến cho gió thay con bướm được, thay con ong được. Đó là công việc của Đức Chúa Trời. Và cho đến khi mà cái người đó cảm thấy rằng là mình ngon rồi đó, và bắt đầu xưng hùng xưng bá, bây giờ Đức Chúa Trời liền lìa khỏi người và sự ác đã vào trong người. Ngày nay có rất nhiều người chúng ta thấy là họ đã từng có thời kỳ chung vai nhau gánh vác công việc của Chúa, đồng cam cộng khổ, thậm chí chịu ngồi tù vì danh Chúa, vì đạo Chúa. Nhưng mà khi họ được tự do rồi, và khi họ được có được tài sản, họ có thể được tăng trưởng lớn lên, họ có bầy, họ có nhóm, thì bây giờ bắt đầu họ trở thành những kẻ tranh giành lầm bầm về quyền lực, về ảnh hưởng. Và họ đã quên mất rằng tất cả đều là con của một cha, danh Ngài là Đức Chúa Trời, đứng biết và làm chứng, Ngài là con đáng công bình. Abraham đã nhường cho Lót cháu của mình được quyền chọn nơi nào người lấy làm tốt cho mình. Còn Abraham cứ ở lại trong xứ Canaan. Bây giờ khi Lót đã rời khỏi Abraham, Đức Trời liền đến với người và phán rằng: hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây, vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì nếu kẻ nào đếm được đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm được dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Sáng thế ký đoạn 13 câu 14 đến câu 17. Đức Trời kêu gọi Abraham nhướng mắt lên. Có nhiều khi chúng ta không có nhướng mắt lên để nhìn trong con người, về trong chúng ta để nhìn công việc của Chúa. Và Đức Trời phán rằng nhướng mắt lên, điều chi mà lọt vào trong con mắt của ngươi? Điều chi mà ngươi nhìn thấy đó, xa đến đâu không cần biết, nếu ngươi nhìn thấy thì cái điều đó, nơi đó thuộc về ngươi. Nhưng mà đây chúng ta thấy đây không phải là một mạng lệnh bình thường, nhưng đây là một mạng lệnh thuộc linh, vì đây là mạng lệnh đời đời cho dòng dõi của Abraham. Bởi vì theo cách thường chúng ta có thể nhìn thấy xa 100 km, chúng ta có thể nhận được hình ảnh ở 100 km, có thể không rõ lắm, chúng ta biết đó là cái núi, còn núi đá hay núi đất chúng ta không biết, có thể nhận biết được. Tầm nhìn xa trên 10 km, chúng ta có thể nhìn biết được nhưng mà không rõ được. Như vậy nếu tính theo cách của xác thịt, thì chỗ của Abraham đứng đó mà nhìn ra xung quanh Đông Tây Nam Bắc đó, thì nơi của Abraham trở thành trung tâm của đường tròn, và cái tầm nhìn của Abraham đó là bán kính. Và như vậy khi mà xoay tròn như vậy, chúng ta thấy có một cái chu vi mà cái đường kính của nó là gì? 200 km. Như vậy thì làm sao có thể đủ chỗ chứa cho dòng dõi của Abraham được? Đây là một mạng lệnh thuộc linh. Để chúng ta có thể hiểu rõ ý nghĩa thuộc linh quan trọng này, chúng ta cùng xem xét từng lời của Đức Trời khi Ngài phán với tổ phụ đức tin của chúng ta, cũng như phán chúng ta vậy. Trước mắt ở trong câu này, trong tiếng Hebrew có nghĩa là bình dầu, nguồn suối nước, sức nhìn, sự hiểu biết, sự quan tâm, trí hiểu, sự suy nghĩ. Và chữ xứ nào ở trong câu này, trong tiếng Hebrew có nghĩa là nơi đứng, khu vực trong tâm trí, phạm vi, khả năng, thời gian, chỗ ở. Còn chữ thấy ở trong câu này, trong tiếng Hebrew có nghĩa là nhận thức được, nhìn thấy được, được ban cho, được cung cấp, có thể hiểu được. Đức Chúa phán lời này với Abraham cũng như phán với Joshua. Ở trong Joshua đoạn 1 câu 3 chép gì? Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se.
Đức Chúa Trời muốn Abraham hiểu rằng không phải chỉ từ cái chỗ Abraham đứng đó mà nhìn ra khắp mọi nơi, và bên cái chỗ nào mà Abraham nhìn thấy được thì nơi đó sẽ thuộc về Abraham. Nhưng mà Đức Chúa còn phán tiếp như thế nào vậy? Hãy đứng dậy và đi khắp xứ. Đứng dậy và đi khắp xứ, và bất cứ chỗ nào mà Abraham có thể tới được. Như vậy Đức Chúa Trời không hạn chế chiều dài, không hạn chế chiều rộng, không hạn chế không gian và thời gian cho Abraham. Nghĩa là nếu Abraham tin và mình muốn đến vùng nào mình chiếm đó, ắt nơi đó sẽ được ban cho Abraham. Và dòng dõi của Abraham, Đức Chúa Trời không hạn chế thời gian của Abraham, và Ngài cũng không hạn chế hướng đi của người. Như Đức Chúa Trời muốn Abraham hiểu rõ ý muốn của Ngài rằng đó là Đức Chúa Trời muốn cả trái đất này thuộc về dòng dõi của Abraham. Điều này được nhắc lại trong Chúa Giêsu cho các môn đồ Ngài: hãy đi dạy dỗ muôn dân. Chúa nói là hãy đi dạy dỗ muôn dân, có nghĩa là gì? Toàn bộ trái đất này đều thuộc về Ngài. Hãy đi dạy dỗ muôn dân ở trên đất này. Vì Chúa phán trước đây, hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ngài. Như vậy không có một người nào, không một quyền lực nào, một thế lực nào có thể ngăn trở được tin lành của Đức Chúa Trời. Vì cả thế gian đều thuộc về Chúa. Nếu có thể chúng ta không tới được thì Chúa cũng sai tô tớ khác của Chúa tới được vùng đấy đó. Như vậy bất cứ nơi nào chúng ta có quyền hợp pháp ở trước mặt Đức Chúa Trời để giảng tin lành. Đức Chúa Trời muốn Abraham sử dụng đức tin của mình từ trong lòng để chứa đựng cái sự ban cho này, cứu mang cái lòng của mình ham muốn cho cả cái thế gian này đều thuộc về dòng dõi của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đã gọi Abraham là tổ phụ đức tin của chúng ta, có nghĩa là chúng ta là dòng dõi của người. Vậy thì mạng lệnh của Đức Chúa Trời khi phán cho Abraham cũng nghĩa là phán cho chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta có một cái đức tin, có một cái sự ham muốn, không phải là sự tham lam. Một ham muốn đó là gì? Được giảng tin lành của Chúa cho khắp mọi nơi. Khắp mọi nơi, bất kể người đó là ai. Nếu như người đó có khả năng hiểu được ngôn ngữ chúng ta nói, chúng ta cứ nói. Và chúng ta cũng nhận biết rằng ý nghĩa thuộc linh của chữ Canaan có nghĩa nói về bản ngã xác thịt của chúng ta. Trước khi chúng ta có thể đi ra làm công việc mà Đức Trời kêu gọi, chúng ta phải làm chủ được nơi ở của chính mình. Chiến trận đầu tiên mà chúng ta phải đối diện đó là bản ngã xác thịt của chính mỗi người chúng ta. Trận chiến đầu tiên, nếu chúng ta nhìn vào bản ngã xác thịt của chính mình, chúng ta sẽ thấy các đồn lũy, các đồn lũy đã từng tồn tại, đã từng chiếm hữu và đã từng gây ảnh hưởng và bắt chúng ta chịu phục dưới các đồn lũy đó, và chúng ta muốn phá hủy cái đồn đó, muốn rời bỏ nó. Khi chúng ta nhận biết được các đồn lũy đó, chúng ta sẽ nghĩ đến sự làm thế nào để có thể phá hủy được các đồn lũy đó. Bởi vì các đồn lũy đó từng cai trị cuộc đời chúng ta, khi chúng ta trở thành tôi mọi của các tội lỗi cùng các sự ham muốn của nó. Và nhiều người trong chúng ta đã cho rằng thật khó mà có thể phá hủy được đồn lũy đó. Ô, tôi mà không có một điếu thuốc lá, tôi ngắn ngắn ngắp dài, tôi không làm được việc gì hết. Ô, tôi không có ly bia, tôi chẳng làm được gì cả. Có người nói nếu tôi không có ly cà phê, tôi không muốn giảng được. Có nhiều cái đồn lũy mà người ta tưởng rằng đó là gì bình thường, nhưng mà có cái đồn lũy đó lại trở thành cái vật ngăn trở chúng ta. Cái xe chúng ta mạnh thật, nhưng mà chỉ cần một cái đinh cực nhỏ thôi, nó ghim vào cái lốp xe của chúng ta thôi, rồi xe mạnh chúng ta cũng phải trở thành cái gánh nặng cho chúng ta, rồi kéo nó đi dọc đường, dắt nó đi cũng khó, đun nó đi cũng dở, mà mở máy chạy thì không được nữa, bởi hết hơi. Đó. Như vậy chúng ta thấy gì? Tự muốn người chúng ta thường thường yêu cái tôi của mình lắm, và thường thường hay cái tự yêu của chúng ta đó gây cản trở cho chúng ta. Khi Đức Trời muốn ban cho Abraham sứ mà Ngài muốn, Đức Trời không phán với người rằng ngươi hãy huấn luyện các người nhà của ngươi trở thành những chiến sĩ, rồi ngươi sẽ đi ra tranh chiến để chiến với sứ đó. Nhưng mà Chúa phán rằng hãy đứng dậy đi khắp trong sứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi sứ này. Chứ đứng dậy đây trong mạng lệnh này trong tiếng Hebrew có nghĩa là đứng thẳng dậy, vươn tới, tiến lên, bám chặt vào, nắm chắc vào, bền chí, chịu đựng đến cùng, hãy ra lệnh, làm cho kiên cố, làm cho bền vững, làm cho mạnh mẽ. Và chữ đi ở trong mạng lệnh này trong tiếng Hebrew có nghĩa là gì? Tiến về phía trước, nhanh chóng, hành động, luyện tập, tăng trưởng, ra thêm. Khi
Khi chúng ta tiếp nhận được ân tứ của Chúa ban cho, thôi chúng ta về nhân anh Chúa Giêsu ra lệnh cho điều này, ra lệnh cho điều kia để nó biến đi, nó không biến. Bởi chúng ta chưa đi khắp xứ, chúng ta ngồi một chỗ để chỉ thị. Chúng ta phải kiểm soát đi, có nghĩa là nhận biết, kiểm soát trong trong cuộc đời của chúng ta có bao nhiêu đồn lũy, những đồn lũy nào cần phải tiêu diệt ngay và những đồn lũy nào sẽ tiêu diệt dần dần. Chúng ta phải nhận biết được những đồn lũy đó. Có điều gì chúng ta không nhận biết được, Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được cái đồn lũy đó. Có đồn lũy ẩn náu điều khiển chúng ta từ xa, nó từ ba con đời của tổ phụ chúng ta đi cuộc đời chúng ta, có sự rủa xả. Có đồn lũy do chính chúng ta đã mở cửa để nó gây dựng cho cuộc đời chúng ta, coi các thói tật xấu mà chúng ta tưởng rằng đó không phải là thói tật xấu. Có những cái đồn lũy nó trở thành cái vật mà nó ẩn ở trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta không biết đó là một đồn lũy, nhưng nó là trở thành cái nơi tín hiệu báo động cho quyền lực tối tăm tấn công chúng ta, và đồng thời là nơi kiện cáo chúng ta ở trên mặt Đức Chúa Trời. Tôi từng ở bên vùng Bắc Mỹ và thấy một số chị em đứng giảng trên trên TV. Khi tôi nhìn họ, tôi thấy ma quỷ có thể kiện cáo họ được rồi và phép lạ không xảy ra được rồi, bởi vì họ ăn mặc diêm dúa, họ mặc không đúng một tí nào những liều những lời ở trong Kinh Thánh dạy. Và cách giảng của họ có vẻ hùng hồn nhưng mà không có lẽ thật ở trong đó. Như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta phải đứng dậy đi khắp xứ, kiểm tra toàn bộ cái Canaan này. Trước khi chúng ta đi ra truyền giáo thì chúng ta phải bảo đảm hậu cứ chúng ta phải được dọn sạch sạch. Chúng ta nhớ lại chuyện của Acan. Một mình Acan thôi đã khiến cho cả đạo binh của Israel bị đánh bại trước một thành nhỏ bé là Ahi, và 36 người phải chết vì tội lỗi của một Acan. Cho nên là gì? Chúng ta phải kiểm soát được cuộc đời của chúng ta và chúng ta phải dọn dẹp các đồ lũy đó. Chúng ta nhớ một điều, khi Đức Chúa Trời đã mạng lệnh cho ai làm bất cứ một điều gì thì không phải Đức Chúa Trời có quyền và Ngài chỉ định người đó phải làm công việc đó rồi người đó phải hoàn toàn lo lắng cho mọi công việc này. Không. Tôi đã nhớ lại Sáng Thế Ký. Nếu ta không thuộc Sáng Thế Ký, không thuộc 7 ngày mầu nhiệm, không thuộc được và không hiểu được ý nghĩa của từng bước, từng giai đoạn, từng thời kỳ mà Đức Chúa Trời tạo dựng nền thì chúng ta sẽ vấp phạm. Nhưng nếu ta hiểu được rồi thì chúng ta biết rằng điều chi Đức Trời đã làm, Ngài sẽ làm nữa. Điều chi Ngài đã làm thì Ngài cũng sẽ tiếp tục, vì Ngài không bao giờ thay đổi, vì đường lối của Ngài không thay đổi. Do đó khi Đức Trời kêu gọi chúng ta thì chắc chắn rằng Ngài đã chuẩn bị sẵn mọi sự cho chúng ta rồi. Và Ngài không để chúng ta làm một mình, vì Ngài biết rõ chúng ta yếu đuối như thế nào. Nhưng mà Ngài không thể một mình Ngài làm tất cả công việc đó được, bởi vì trái đất này đã được giao cho loài người. Và bây giờ chúng ta được giao chìa khóa thiên đàng, và Đức Trời ở với chúng ta, Đức Thánh Linh ở chúng ta để dạy chúng ta, dẫn dắt và giúp đỡ chúng ta. Vậy khi chúng ta biết Chúa kêu gọi chúng ta thì đừng lo rằng tôi không làm được. Nhân nhớ chuyện tiên tri Jeremy, khi được Đức Trời kêu gọi, Jeremy ơi, ôi làm sao tôi có thể làm được điều này vì tôi còn là một con trẻ. Thì chúng ta chớ nói người là con trẻ. Nếu chúng ta cho rằng chúng ta không đủ sức làm được mà Ngài kêu gọi chúng ta, như vậy chúng ta đã bác bỏ lời chúng ta tôn vinh Ngài là Ngài là Đức Trời mưu luận, Ngài là Đức Trời lạ lùng, Ngài là Đức Trời khôn ngoan. Ngài không ngoan tại sao Ngài lại gọi tôi? Tôi có biết gì đâu mà Ngài gọi tôi. Đúng không nào? Nên chúng ta phải hiểu rằng khi Chúa gọi chúng ta ấy không phải là vì chúng ta có khả năng hay bản năng hay có chức năng nào làm được điều gì cả. Nhưng mà khi Chúa gọi ấy là Ngài muốn chúng ta được vinh hiển. Như vậy khi Ngài gọi ấy thì Ngài sẽ vừa giúp chúng ta, Ngài muốn chúng ta hiểu rằng Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn chúng ta giữ được một chức vụ này, chức vụ kia ở trong nước của Ngài. Và để chúng ta biết rằng Ngài yêu chúng ta và chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng làm được đó nếu chúng ta tin vào Ngài. Chiêm bao đầu tiên mà Đức Trời ban cho tôi để tôi hiểu rằng Chúa đã kêu gọi tôi đó là lúc tôi mới chờ quay trở lại với Chúa sau hơn 10 năm 6 tháng. Đến thứ ba sau khi tôi trở lại với Chúa sau hơn 10 năm lui đi như vậy, thì trong chiêm bao Chúa tôi thấy rõ ràng là tôi đánh rắn, tôi nói chuyện với Ngài và tôi đánh rắn và tôi hiểu rằng Chúa đã giao cái uy quyền của Ngài cho tôi vì tôi tin Ngài. Chúa đứng đó mà tôi gặp Ngài, tôi đứng đằng sau Ngài và Ngài nhìn vào tôi, Ngài thử tôi và Ngài đi vào cái vườn toàn là rắn cả. Và tôi khi thấy như vậy tôi không có sợ gì cả, tôi bước theo Ngài. Mục đích của tôi theo Ngài không phải là để bảo Ngài sai tôi làm gì cả. Tôi nói với Ngài lại Chúa, có con rắn bao giờ nó cắn chân Chúa? Và trong chiêm bao tôi biết rằng Chúa đã ban cho tôi uy quyền và tôi vui mừng.
Và cứ từng bước một qua chiêm bao, tôi biết rằng Chúa đã bày tỏ điều đó qua chiêm bao. Bởi vì tôi chưa biết nghe tiếng Chúa, nên tôi có thể nhận được ý muốn của Chúa qua chiêm bao. Và bởi cái đó tôi tin Ngài. Bởi cái đó tôi tin nên tôi nói, tôi tin nên tôi hành động. Và sau này Chúa cho ta biết rằng nếu chúng ta không có đức tin thì chẳng có thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Phải có đức tin. Đương nhiên đức tin đó là trong sự hiểu biết và luật pháp của Chúa. Và Chúa là đấng sẵn sàng ban thưởng hay ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Như vậy, khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, cũng như khi Đức Trời tạo dựng nên muôn vật này, và muôn vật đó cần có kẻ thay Ngài cai trị, thì trước khi Ngài dựng lên Adam để Ngài ban cho quyền để cai trị muôn vật đó, thì Ngài làm trước tất cả mọi sự rồi. Thì ngày hôm nay cũng vậy. Khi Chúa gọi chúng ta, đừng nghĩ rằng tôi sẽ không có đủ tiền, đừng nghĩ rằng tôi sẽ không có đủ người, đừng nghĩ rằng tôi không có đủ lực. Bởi vì vào ngày thứ bảy của cuộc tạo dựng tháng thế đó, Đức Trời đã làm xong mọi công việc của Ngài và ngày nghỉ. Chúng ta đã hiểu chữ làm xong rồi, tức là gì? Ngài đã ra lệnh, Ngài đã chỉ định, Ngài đã phân phối, Ngài đã cung cấp, Ngài đã xong sẵn rồi. Mình cứ đi đi, còn những người khác Chúa kêu gọi cũng sẽ đến với mình, và những điều gì cần cho công việc này thì cũng sẽ được cung cấp đến cho mình. Bởi vì Chúa là đấng mưu luận cả cái vũ trụ này, cả thế gian được thuộc về Ngài cả. Bởi cái đó mình cứ tin và bước đi. Ngày nay có nhiều người bận, làm sao tôi có thể nói được điều này, làm sao tôi có thể chữa lành được như vậy. Nhưng thôi, hãy nói, tin hãy nói, và việc sẽ thành. Bởi vì ngoài chúng ta ra còn biết bao nhiêu thiên binh thiên sứ, các đầy tớ của Chúa sẽ thi hành mệnh lệnh của Ngài. Và cái đó để chúng ta thấy có một điều là khi chúng ta hiểu ý muốn của Chúa, khi Ngài kêu gọi thì chúng ta nói như vậy sao nói: lạy Chúa, con tôi đây, xin trai tôi đi, để tôi đi. Khi Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian để hoàn tất kế hoạch cứu chuộc nhân loại mà Đức Chúa Cha đã quyết định, Chúa Jesus đã sẵn sàng làm công việc đó ngay từ khi Ngài mới 12 tuổi. Chúa nóng đầy về công việc của cha mình, nên Ngài vào trong đền thờ nói chuyện với các thầy thông giáo, cũng có thầy tế lễ về đạo Chúa. Nhưng mà vì cớ cha mẹ phần thuộc thể của Ngài không hiểu được ý của Ngài, và vì cớ luật pháp của Chúa, nên Chúa Jesus phải rời khỏi đền thờ đó để trở về với cha mẹ phần xác thịt của mình và chịu lụy cha mẹ mình cho đến khi Ngài có đủ quyền hợp pháp. Vì trong luật của dân Israel là khi người cha trong gia đình đó qua đời thì người con trai lớn trong gia đình kế tự cha mình. Lúc này Joseph đã qua đời, và bây giờ Chúa Jesus hợp pháp làm đầu của gia đình đó, và bây giờ Ngài bắt đầu thi hành chức vụ truyền giáo. Mặc dù Chúa Jesus đã sẵn sàng, nhưng mà những người mà Ngài kêu gọi làm môn đồ của Ngài chưa sẵn sàng được. Và cũng bởi cớ đó nên Chúa Jesus cũng bắt đầu gì? Kêu gọi những người đó đi theo Ngài, và Ngài huấn luyện họ, trang bị họ cho sự khôn ngoan, sự thông sáng, cùng phép tắc, sự hiểu biết, cùng quyền phép. Và cho đến khi các môn đồ của Ngài hiểu Ngài là ai, hiểu biết ý muốn tốt lành của Đức Chúa Cha và trách nhiệm của những các môn đồ của Chúa như thế nào, bây giờ Chúa mới lên trên thập tự giá đó để làm cái phần quan trọng mà là người không thể làm được. Đó là gì? Trả xong món nợ. Sau khi Chúa Jesus đã trả xong món nợ này, Ngài đã phục sinh vinh quang, và Ngài đã mang lệnh cho các môn đồ của Chúa hãy chờ cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao. Đức Trời biết rõ rằng nếu chúng ta chỉ hầu việc Ngài bằng lòng xuất sáng thôi thì chúng ta sẽ lại vấp phạm. Chúng ta được trang bị, được hiểu biết, có quyền phép, thì bây giờ Chúa mới giao công việc của Ngài cho chúng ta để chuẩn bị cho kế hoạch giao chìa khóa nước Đức Trời cho các môn đồ, là những người được Ngài kêu gọi. Chúa Jesus đã giao giảng về nước Đức Trời cho những người Ngài nghe Ngài. Giăng đoạn 3 câu 3 câu 8 chép: Đức Chúa Jesus đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Chúa đã nói với con người bề trong chúng ta là hơi thở của Đức Chúa Trời.
lên. Chúa không nói về xác thịt này, bởi vì Chúa biết Nicodem nó hiểu lầm với Ngài rằng người đã già rồi làm sao có thể trở về lòng mẹ để sanh lần thứ hai được. Chúa nói người bề trong của chúng ta là người chúng ta có thể nhìn thấy được, giống như chúng ta có thể nhìn biết công việc của gió nhưng không thể nhìn thấy gió được. Đức Trời đã kêu gọi Abraham hãy đứng dậy và đi khắp nơi nào người nhìn thấy để Ngài ban xứ đó cho người và dòng dõi của người. Đức Chúa Jesus Christ đã kêu gọi người bề trong chúng ta hãy đứng dậy và theo Ngài, hầu cho Ngài khiến chúng ta trở nên tay đánh lấy người, và Ngài phán chúng ta hãy đi và giao giảng tin lành cho muôn dân và hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14 chép: cho nên có chép rằng người đang ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Điều quan tâm của chúng ta nhiều nhất đó là làm thế nào làm chủ được Canaan thuộc linh, làm thế nào làm chủ được bản ngã xác thịt của chúng ta. Vì nếu chúng ta không làm chủ được bản ngã xác thịt của chính mình thì sớm muộn, chẳng sớm thì muộn, chức vụ của chúng ta sẽ bị chính bản ngã xác thịt của mình phá hủy. Nếu trong xứ mà Đức Trời đã ban chúng ta làm sản nghiệp đó có những thói hư tật xấu, có những đồn lũy mà ta không tiêu diệt nó đi, thì đến kỳ thuận lợi cho cái sự phá hoại của nó sẽ làm tất cả công việc chúng ta đã cứu mang từ trước đến giờ bị phá hủy hết. Nhưng nếu tâm linh của mỗi người chúng ta vùng đứng dậy kiểm tra toàn bộ xứ và dùng uy quyền của Chúa ban chúng ta đó để hủy phá nó, như Chúa nói gì, hãy đứng dậy, hãy đi và gì, đứng thẳng dậy, vươn tới, tiến lên, bám chặt, nắm chắc cái lời của Chúa, bền chí, chịu đựng đến cùng, hãy ra lệnh cho nó, làm cho kiên cố nó, làm cho nó bền vững, làm cho nó mạnh mẽ ở trong và danh quyền phép của Chúa, thì tất cả mọi cái đồn lũy đó sẽ bị phá hủy. Bây giờ chúng ta mới chiếm được sự đó. Ngày nay có nhiều người ở trong thuộc linh nhưng lại làm công việc thuộc linh trong xác thịt. Họ đến cái cửa chùa, họ nhân danh Chúa Giêsu công bố cái chùa này sẽ thuộc về Chúa, chứ bảo không, chẳng bao giờ ta thèm cái chùa này, ta có cho nó bị hủy diệt thành nơi hoang vu gớ lạ, chứ không bao giờ ta dùng nó để làm đền thờ của ta cả, bởi vì nó ô uế rồi. Người ta nói là gì, vì Chúa nói là gì, phàm nơi nào bản chứng ngươi đạp đến ta ban cho ngươi đến đó. Chứ nếu ngươi nói là xác thịt thì lại nói ta phán cho xô xuê, phải phán cho ngươi đâu. Mà nếu là ngươi nói thuộc linh thì phải ngươi phải hiểu theo lẽ của thuộc linh chứ, tại sao ngươi lại dùng của lẽ xác thịt được. Trong mỗi người chúng ta đều có hai thân thể, nhưng mà thân thể xác thịt đã bị sự rủa xả bởi lời của Đức Chúa Trời, nó mất uy quyền cai trị, nó không có uy quyền cai trị ngay từ lúc ban đầu. Vì ngay từ ban đầu mục tiêu của chúng ta là được Chúa cho gì, bắt nó phải phục tùng. Còn người bề trong chúng ta đã được Đức Chúa Trời cứu chuộc qua huyết của Chúa Jesus Christ, chúng ta đã được tha thứ tội lỗi và được ban cho quyền hợp pháp trở nên con cái Đức Chúa Trời. Bởi cái đó chúng ta phải biết rằng nếu Chúa đã tha thứ, nếu Chúa đã ban cho quyền kế tự của Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta có quyền sử dụng lời của Đức Chúa Trời. Và nếu ta muốn cai trị bằng ngã xác thịt chúng ta thì chúng ta phải biết rằng lời của Đức Chúa Trời duy nhất có quyền cai trị xác thịt mà thôi. Chúng ta thấy trong thế gian này, chúng ta thấy này, bao nhiêu pháp luật, bao nhiêu luật lệ, điều lệnh được đưa ra nhưng mà người ta vẫn vi phạm những điều răn đó. Ngay cả những người là ký sắc lệnh để ra luật đó cũng vi phạm luật đó luôn. Vì sao? Vì xác thịt nó vẫn có nhu cầu mạnh hơn, nó có sự đòi hỏi mạnh hơn luật pháp. Nhưng mà riêng xác thịt này nó phải bị bắt phục dưới lời của Đức Chúa Trời. Như vậy để có thể đánh bại được cái bằng ngã xác thịt chúng ta ấy, và chúng ta suốt ngày kiêng ăn cầu nguyện xin Chúa biết đời chúng ta, nhưng mà gì, phải đứng dậy, vươn tới, tiến lên, bám chặt, nắm chặt vào lời hứa của Đức Chúa Trời, bền chí chịu đựng và ra lệnh cho nó, và cùng cố vững chắc con người bề trong của mình. Chúa Giêsu đã phán là gì? Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình thì của cải nó được bền vững. Con người mạnh sức cho con người bề trong chúng ta, trong tiếng Hebrew là ruach, có nghĩa là gì? Biết trước mọi sự, có sức mạnh, có quyền năng siêu nhiên, có ý chí, có sự tự do. Vì đó là con người bề trong Chúa tạo dựng cho chúng ta, nó có sức mạnh siêu nhiên. Nhưng mà một võ sĩ kia mà không bao giờ biết đấm bốc cả, không biết luật pháp gì cả, lúc nào cũng sợ hãi, có to kềnh càng thì vẫn cứ thua đứa nhỏ dùng mưu đánh được, không nào. Người mạnh sức nếu biết cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Trời thế giới, có người xác thì sẽ bị bắt phục.
con người xác thịt này nó bị bắt phục từ nơi nào? Từ trong tâm trí. Từ trong tâm trí. Như vậy chúng ta biết rằng khi Đức Trời đã kêu gọi chúng ta thì Ngài sẽ vùa giúp chúng ta trong công việc mà Ngài muốn chúng ta làm. Đức Trời không bỏ chúng ta một mình. Ngài sẽ ban chính Ngài ở với mỗi người chúng ta và chúng ta hoàn thành sự mà Ngài kêu gọi chúng ta làm. Bây giờ ta xem, khi Abraham nhận được mạng lệnh của Đức Trời, Kinh Thánh chép, đoàn Abraham rời trại mình đến nơi, đến ở nơi lùm cây rẻ bột tại Mamre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Sáng thế ký đoạn 13 câu 18. Abraham được nghe tiếng của Đức Chúa Trời, ông lập tức rời chỗ ở đến một cái nơi đó. Bản tiếng Việt thì nói là tới nơi của lùm cây rẻ bột tại Mamre. Abraham đã rời trại của mình đến nơi cây rẻ. Thoạt đầu chúng ta thấy chỉ là một sự di chuyển của dân chăn chiên mà thôi, nhưng mà Kinh Thánh không phải là cuốn sách tầm thường. Mặc dù những lời chép bên trong đó là lời văn rất là tầm thường, nhưng Chúa Giêsu nói là ta có lòng nhu mì, lời của Chúa rất khiêm nhường, ai cũng đọc được. Nghĩa là có thể xóa nạn mù chữ là có thể đọc được lời của Chúa, rất khiêm nhường. Nhưng mà không phải lại là tầm thường như người ta nghĩ. Chúa Trời dùng cái sự tầm thường ở trong lời của Ngài đó để phá hủy những kẻ gọi là khôn của thế gian này. Và những lời rất tầm thường này lại khiến cho những kẻ gọi là rất ác, gọi là rác rến của xã hội bỏ đi đó, lại trở thành người công bình cho Đức Chúa Trời. Bởi cái đó chúng ta không thể coi thường lời của Đức Chúa Trời. Abraham đã nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời và người đã di chuyển tấm lòng của mình. Nơi cư ngụ của Abraham không phải là trí khôn của mình nữa. Nơi cư ngụ của Abraham bắt đầu gì? Hướng về nơi mà Đức Chúa Trời hứa. Lời Đức Chúa Trời là nơi bền vững. Cây rẻ đây nào là một loại cây rất là cứng. Tôi đã ở rừng tôi biết những loại cây rẻ nào. Đây không phải là cây rẻ bộp như người ta dịch. Đó là một cây rẻ. Một cây rẻ này là một loại rất là cứng, bởi vì rẻ bộp chỉ có vùng mưa nhiều thôi. Chứ gọi là vùng mà đồi núi cao thì rẻ là gọi là rẻ trắng hoặc là rẻ đỏ, cứng lắm. Dao không bén, cán dao không dài thì không chặt được cây rẻ này. Tôi đã từng chặt nhiều loại cây ở trong rừng. Tôi đã từng chạm trán với nhiều loại rẻ nên tôi biết loại rẻ này. Ở đây chúng ta, thứ nhất chúng ta xem lời của Chúa chép về Abraham rời trại mình. Chứ trại đây nguyên văn là đền tạm, nơi tạm cư, lều tạm. Cuộc đời chúng ta sẽ không có nơi nào định cư nếu như chúng ta không có Chúa. Vì tất cả mọi sự chúng ta có đó, có thể chúng ta sẽ phải thay đổi. Và khi hoạn nạn xảy ra, khi chúng ta bị mắc bẫy của lực sự tối tăm, thì mọi tài sản đó cũng sẽ mất đi và chúng ta lại phải di cư. Tại trong chung cư này, nó có một người đã từng bán một căn nhà kia mấy chục triệu. Người đó đi ra chưa được 2 năm lại trở về ở thuê ở trọ. Mấy chục triệu kia đã từng đầu tư, hùn vốn và đầu tư những nơi nào đó, nhưng rồi nó bị thất bại. Rồi người đó lại trở về đi ở thuê. Ở đây Abraham đã rời trại mình, rời cái nơi mà mình tạm cư đó, đến cái nơi Đức Trời đã ban cho. Trong tiếng bản Kinh James Version chép thế này: Then Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. Có nghĩa là đoàn Abraham rời trại mình đến và ở nơi cây rẻ trong vùng đất của Mamre, là vùng thuộc về địa phận Hebron, và từ đó lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Cây rẻ trong tiếng Hebrew ở đây có nghĩa là cột trụ của vách thành, sức mạnh của chiến lược, người mạnh sức, người lãnh đạo. Bây giờ chúng ta xem, khi xưa Abraham đã tập trung vào gì? Cái đầu của mình, sức lực của mình, trí tuệ của mình, và biết rằng bất cứ nơi nào tôi đi, tôi có sức lực. Bàn tay làm nên thóc gạo, phải không? Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Và ông đi, ông ấy có sức lực. Nhưng chúng ta Abraham mà, nhiều đến mà ngày kia không còn sức lực nữa thì sao? Và khi Abraham cảm thấy mình là thất bại khi xa đường lối của Chúa, Abraham quay trở về cái nơi mà tình đã từng nghe được tiếng Chúa đó. Và bây giờ nghe được lời của Chúa hứa đó, chắc chắn rồi, Abraham mừng quá. Bây giờ Abraham rời cái nơi tạm cư của mình, từ tâm trí xác thịt
chuyển vào lời của Đức Chúa Trời. Khi xưa tôi kể tôi thông minh, tôi kể tôi đẹp trai, tôi kể tôi khéo nói, tôi kể tôi mưu mẹo, và tôi biết rằng tôi đi đến đâu tôi có thể lập nghiệp được. Nhưng cho đến khi tôi thấy rằng ở Việt Nam tôi đã thất bại, ra tới Hồng Kông tôi thất bại, ở Canada tôi cũng thất bại nữa. Bây giờ tôi tìm được một nơi rồi, đó là lời hứa của Đức Chúa Trời. Và bây giờ tất cả mọi trí tuệ của tôi coi như thành dương ra hết. Và cái đầu của tôi bây giờ phục xuống trái đất. Khi xưa cái đầu của tôi là tôi để trên cao nhất trí tuệ của tôi, và bây giờ tôi để phục xuống trước lời của Đức Trời. Khi tôi nghe lời Chúa phán, tôi nói lạy Chúa xin được như vậy, bởi vì cái gì thuộc của con đây, cái tâm trí xác thịt này, nó là rơm rác, con đầu phục Ngài. Và chữ đầu phục đó, đó là chữ thờ phượng trong tiếng Hebrew. Tất cả những cái gì mà tôi lấy làm kinh nghiệm của cuộc đời tôi, học được bao nhiêu mánh khóe, đó là gì? Học được những mánh khóe của tội ác tôi đã áp dụng và khiến cho cuộc đời của tôi bị phá hủy. Và bây giờ tôi nghe được lời hứa của Chúa, và tôi rời nơi ở của tôi vào lời của Đức Chúa Trời. Tôi rời vào lời của Đức Chúa Trời. Chúa bảo tôi ở đâu, tôi ở đó. Vì tôi tin cậy lời của Chúa. Bởi vì cây rẻ đây, nơi mà Abraham tới đây, trong tiếng Hebrew nói về con người bề trong chúng ta tìm được nơi, đó là gì? Cái cột trụ của vách thành. Sức lực của chiên đực, người mạnh sức, người lãnh đạo. Người lãnh đạo chúng ta là ai? Xác thịt à? Không. Người khiến tôi có thể đứng đây để nói được, nó là con người bề trong này, nhận được sự sức giàu của Đức Chúa Trời. Vì nó quả thực là người lãnh đạo. Bởi vì ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời đã ban phước cho loài người, tức là ban phước cho Adam, ban phước cho người bề trong của loài người chúng ta quyền cai trị muôn vật và bắt đất phục tùng, bắt người xác thịt này phải phục tùng. Và bây giờ con người xác thịt của tôi tìm thấy một người lãnh đạo cho tôi, không phải là trí tuệ nữa, mà con người bề trong. Tôi tìm một người bề trong, mặc dù tôi không biết người bề trong nó đẹp như thế nào, nó mạnh như sao tôi không biết, nó ở trong tôi, nhưng mà có những tiếng nói từ nó đưa ra mà tôi sợ hãi, vì nó nói lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì chính lời của Đức Chúa Trời đã khiến tôi được chữa lành và tâm trí xác thịt. Vậy thì có người bề trong, xin ông cứ làm đi, tôi đi theo ông. Vì tôi biết rằng một khi ông ở trong tôi được bình an. Một khi ông ở trong tôi biết rằng tôi được bảo vệ, bởi vì tôi biết ông là con Đức Chúa Trời. Trước kia tôi không biết, tôi xin lỗi ông. Abraham đã rời nơi ở đến nơi có sức mạnh cho mình, nơi được bảo vệ. Còn chữ Hebron trong tiếng Hebrew là nơi của sự kết giao, nơi của sự tương giao, nơi của sự thông công, nơi của sự kết hợp giữa hai là một, nơi kết ước, nơi kết bạn. Chúa gọi chúng ta trở về cái nơi để từ đó chúng ta có thể tương giao với Chúa được. Nơi đó Chúa kết bạn với chúng ta qua cái gì? Qua lời của Ngài. Tin một lời của Chúa thú vị vô cùng. Khi xưa khi mình buồn bã, gọi phone ở nhà này, gọi phone nhà kia, có ai đâu thì mình đến chơi. Ở Việt Nam đến nhà ta chơi cũng dễ lắm, nhưng mà ở nước ngoài phải gọi phone đến trước, người ta có nhà ta hẹn thì mình mới đánh xe tới được, ở mình mới có thể đến nhà ta mới chơi được. Buồn quá phải đến nhà bạn chơi chứ. Nhưng mà khi ta có lời của Chúa rồi, tin tới sự bổ nhiệm của Chúa rồi, lời của Chúa trở thành bạn của chúng ta. Nên Chúa sẽ gọi là chúng ta, gọi người là bạn hiểu. Em phải chúng ta là đồng vai phải lứa với Đức Chúa Trời mà làm bạn với Ngài, nhưng mà làm bạn với lời của Ngài, làm bạn với lời của Ngài. Abraham quyết định di chuyển nơi ở của mình về nơi có sự nương cậy vững chắc, nơi mà mình được tương giao với Đức Chúa Trời. Và Abraham lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Đây là lần thứ 3 Abraham lập bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, nhưng không phải giống như là hai lần trước. Lần này Abraham lập bàn thờ trong sự hiểu biết của tâm linh mình. Và bây giờ bàn thờ này là bàn thờ tâm linh này. Xưa kia tôi làm trong xác thịt, trong hình thức để tạ ơn Chúa. Nhưng bây giờ nơi tôi ở đây có một bàn thờ, đó là gì? Tâm linh tôi. Bây giờ mời Thánh Linh Ngài ngự vào lòng con. Bây giờ Ngài ngự vào lòng con là con yên chí rồi. Con yên chí rồi. Abraham quyết định ở nơi Đức Chúa đã chỉ cho. Và trong một thời gian này, xứ Sodom, nơi Lot ở đó, bắt đầu có chiến tranh. Chúng ta biết có một điều, tất cả địa danh được chép trong Thánh đều là ý nghĩa thuộc linh. Xứ Sodom và Gomorrah này là đồn lũy của sự tối tăm của ma quỷ, đặc biệt linh của sự tham lam, linh của sự loạn luân, linh của sự tà dục. Và Lot đã ở nơi này. Và nơi này bắt đầu xảy ra chiến tranh. Tất cả các thế giới thần linh này bắt đầu tranh chiến nhau, tranh giành nhau. Và trong sự chiến tranh này, Lot cùng tất cả các người trong gia đình của Lot đã bị quân giặc bắt đi. Có một người đã báo tin cho Abraham biết điều này.
Và chúng ta biết có một điều đặc biệt đây. Abraham đã có một lực lượng là 318 người trong gia đình của mình, là những người đã được tập luyện. Những lời, những người mà lời Chúa gọi được tập luyện đây chính là những lời, những người mà lời Chúa đã phán trước rằng gì? Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm cái điều công bình và ngay thẳng. Bởi vì chữ tập luyện ở trong câu này trong tiếng Hebrew có nghĩa là đã được khai tâm, đã được dạy đạo, đã được làm cho mạnh mẽ, được đào tạo, được huấn luyện hành thục. Đức Trời biết rõ người Ngài chọn. Ngày hôm nay chúng ta không biết chúng ta đâu. Chúng ta chỉ biết chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta biết chúng ta chiều cao, cân nặng. Chúng ta biết rõ cuộc đời quá khứ của mình. Nhưng mà chúng ta chưa biết rõ thật về mình. Nhưng mà Đức Trời biết rõ chúng ta. Và bởi cái đó chúng ta đừng bao giờ vấp phạm khi chúng ta nhìn bề ngoài của một người nào. Có nhiều người là vấp phạm vì cứ nhìn vào tôi đấy. Ô, cái người này người xưa bề dạng, xấu xa bê bối lắm. Đức Trời nào dùng mấy người này? Và có nhiều người đứng dựng lên rồi đây, ganh ghét đố kỵ vu cáo và trở thành kẻ thù địch đối với tôi. Chúa Giêsu đến không phải để cứu kẻ công bình, Ngài cứu kẻ có tội. Tôi nói là gì? Nếu như Phao-lô đứng trước mặt tôi nói là Phao-lô, tất cả mọi sự ông có thể hơn tôi, nhưng riêng về tội, về tội lỗi tôi hơn ông. Bởi vì ông là người Pharisee, ông biết đạo Đức Giê-hô-va. Ông có thể phạm rất nhiều tội, nhưng mà có những tội không bao giờ ông phạm bởi vì ông luật của Chúa. Nhưng còn tôi là người không biết luật của Chúa nên tôi phạm đủ mọi thứ tội. Nên tôi trong các người có tội tôi đứng hàng đầu, tôi tranh với ông đó. Nhưng mà Đức Trời không kể cái đó là cái cớ mà Ngài không chọn tôi. Bởi vì Ngài biết rằng tất cả mọi người trên đất này đều là nạn nhân của sự lừa dối. Và Ngài đến cứu tôi không phải cứu con người xác thịt phạm tội này, Ngài cứu tôi vì con người bề trong của tôi vẫn là con của Đức Chúa Trời. Ngài yêu tôi không phải vì cớ tôi là tội nhân, Ngài yêu tôi vì cớ gì? Con người bề trong của tôi là con của Ngài. Và bởi cớ con của Ngài nên Ngài cũng tha thứ cho xác thịt của tôi nữa, bởi vì cớ sao? Con của Ngài ở trong thân thể xác thịt của tôi. Và bởi cớ Ngài đã tha tội hết cho tôi nên tôi vui mừng, tôi bước theo Ngài, tôi tin Ngài. Và Ngài đầu tư cho tôi và Ngài dạy tôi. Và nếu anh em ghét tôi, ấy là anh em ghét cái sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng bao giờ vấp phạm vào điều này. Hãy amen vào tất cả điều gì mà Đức Trời đã làm. Bởi vì Đức Trời luôn tỉnh thức, Ngài không bao giờ nhắm mắt. Chẳng có điều gì xảy ra ngẫu nhiên cả. Đức Trời đều biết rõ tất cả một sự này. Vậy chúng ta cảm tạ Chúa. Amen với điều mà anh chị em chúng ta đến với Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa. Tạ ơn Chúa vì gì? Nếu Ngài không làm việc, người đó làm sao có thể đến đây được, có thể nghe lời Chúa được. Còn nếu như người đó làm trong tương lai, Ngài làm điều này điều kia, tôi không biết. Đó là ý muốn của Chúa. Các môn đồ của Chúa đã từng hỏi Chúa Giêsu về rằng con người này ra sao? Chúa nói sao nhỉ? Nếu ta cứ muốn người này cứ sống cho đến khi ta trở lại thì can trị hệ gì đến với các ngươi? Vì đó là việc của chúng ta. Tôi chỉ biết rõ những người Ngài kêu gọi. Ngài biết rõ là khi cái người đó nghe được tiếng Ngài, khi họ nghe được tiếng Chúa, hiểu biết ý muốn của Chúa, họ sẽ làm được điều gì? Chúa biết. Chúng ta cũng vậy. Có thể lắm một số anh chị em chúng ta đang ngồi đây có thể rất yếu đuối lúc này. Nhưng mà có thể sau này một thời gian ngắn, có thể ngày mai, ngày mốt, không biết được. Khi người đó được thấy Chúa làm điều này điều kia, khi Chúa bày tỏ điều này điều kia, và thời điểm đã định cho họ đã đến, thì họ có thể làm những việc lạ lùng. Vì đó là ý muốn của Chúa. Ở đây Abraham đã huấn luyện, đã dạy đạo, đã khiến cho những người ở trong gia đình của mình, con cái mình, con cháu mình và những người thuộc về Abraham biết Đức Chúa Trời. Họ được khai tâm, họ được hiểu được có Đức Chúa Trời, họ kính sợ Chúa. Và chỉ có những người có đúng một tâm tình, cùng một sự hiểu biết, cùng một sự kính sợ Chúa, cùng một đức tin mới có thể đi giải cứu người khác được. Thành Sodom và Gomorrah, nơi nó ở đó nằm ở phía cực nam của biển chết, cách Hebron chừng 80 km đường chim bay. Khi Abraham cùng với 318 người của mình đuổi theo quân giặc đã bắt Lót và gia đình của Lót đó, Abraham đuổi và đánh đạo quân này tới tận gì? Phía tả của Đa Mách, ở phía của Đa Mách, tức là cách nơi của Abraham ở đó là chừng 400 km đường chim bay. 400 km đường chim bay chúng ta đi bao nhiêu lâu? Nhưng mà Abraham cùng 318 người này đuổi theo, truy kích đuổi và giành lại tất cả những người bị bắt ra, cướp được tài vật rất là nhiều. Và họ trở về là đi 800 km đường chim bay. Tức là đường gập ghềnh nó có thể tới 1000 km
áo nào. Chúng ta nhớ lại chuyện Giô-suê và dân Israel đã giải cứu thành Gabaon. Họ đã vượt một đoạn đường rất là nhanh trong suốt một đêm, trên 75 km đường chim bay. Đây là một hình bóng về gia đình của Abraham, người đứng Đức Trời lựa chọn và kêu gọi. Đức Trời biết rõ người Ngài kêu gọi. Ngài biết trước rằng Abraham sẽ dạy đạo của Ngài cho cả gia đình mình. Abraham đã dạy dỗ những người trong gia đình của mình lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng chỉ có lời của Chúa mới có thể khiến cho người ta có cùng một tâm tình, cùng một ý chí, cùng một sức mạnh và cùng một đức tin mà thôi. Khi Đức Trời ban luật pháp của Ngài cho dân Israel, Ngài đã phán và điều được chép vào trong Phục Truyền Đời Ký đoạn 6 câu 6 câu 9 gì: các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Châm ngôn đoạn 22 câu 6 chép: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không lìa khỏi đó. Sứ đồ Giăng cũng dạy chúng ta. Thứ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 27 chép: về phần các con, sự sức giàu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sự sức giàu của Ngài dạy con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Lời Đức Trời đã giúp cho Abraham cũng như người thuộc về người Abraham nó có sức mạnh để đuổi theo con nghịch và giải cứu được những người bị bắt. Ngày nay chúng ta không thể dùng số đông để giải cứu người bị quỷ ám, nhưng mà chúng ta phải gì? Có sự hiểu biết, thông biết về luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể dùng lòng sốt sắng chúng ta có thể giải cứu người ta được. Vì điều chi Chúa chúng ta đã làm, chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúa Giêsu chúng ta đã thực hành lẽ thật này, và lời Chúa đã phán trước trong lời tiên tri ở sách Ê-sai 53 câu 11b là gì? Tôi tới công bình của ta lấy sự thông biết về mình, làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ là gánh lấy tội lỗi họ. Chúng ta phải hiểu biết về mình là ai trước mặt Chúa, trách nhiệm của mình là gì, chức vụ của mình là gì, uy quyền mình có, chủ quyền mình có như thế nào, và điều mình sẽ làm đó thuộc về điều luật nào, lẽ thật ra làm sao, và cái người mà bị bắt đó họ đang bị giam cầm vì luật nào, và cái kẻ thù đang bắt người đó, giam cầm đó căn cứ vào luật nào, hợp pháp ở luật nào và bất hợp pháp ở luật nào. Vì chúng ta được gọi là thầy tức là nhà vua, tức là gì? Luật sư của nước Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu luật pháp, hiểu về chính mình, hiểu về luật Chúa, hiểu về lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta mới có thể giải cứu được những người bị cầm buộc bởi quyền lực của sự tối tăm. Abraham cùng 318 người của mình là những người đã được tập luyện, đã được khai tâm, đã được hiểu biết, có sức mạnh, và bây giờ họ đã giải cứu được Lot cùng nhiều người và lấy được chiến lợi phẩm. Có một sự quan trọng nữa Chúa muốn chúng ta hiểu, đó là chỉ khi nào chúng ta được tập luyện, được dạy dỗ, được trang bị và sự thông biết về luật pháp Đức Trời, bây giờ chúng ta mới có thể hành động trong sự giải cứu người khác được và bảo vệ được chính mình. Khi Abraham thắng trận trở về, ra đón Abraham có hai vị vua. Nhưng mà hai vị vua này có hai sự vinh hiển khác nhau. Vua Sodom là một vị vua bị bại trận, vua của thế gian bị bại trận, bị mất của, mất người. Bây giờ ông ra đón Abraham đây không phải để mừng cho Abraham đâu, nhưng cực chẳng đã phải đón trước người, vì nhờ người mà người của vua, tài vật của vua được mang về. Vua Sodom đã ra đón Abraham tại chỗ Sade, là chúng vua trong tiếng Hebrew có nghĩa là nơi kín dấu, nơi sâu thẳm của vua, nơi giãi biệt, nơi tâm hiểm. Vua Sodom nói về cái gì? Quyền lực của thế gian cực chẳng đã phải đến để mà tiếp đón Abraham thôi. Vì chúng ta biết rằng sẽ có một thời kỳ những người cầm quyền của thế gian này sẽ phải đến nương cậy hội thánh của Chúa để xin được giải cứu, xin được chữa lành, xin được giải quyết vấn đề. Có những việc mà cơ quan an ninh tìm không ra, nhưng mà Đức Thánh Linh biết, Ngài sẽ qua sự cầu thay của tôi tới Ngài mà giải quyết dùm cho họ. Có căn bệnh mà bác sĩ bó tay,
Nhưng mà quyền năng của Đức Chúa Trời qua danh của con một Ngài là Chúa Jesus Christ và qua môi miệng của các tôi tới Ngài mà các căn bệnh đó được phá hủy và những người đó được chữa lành, thậm chí cả những người thân họ chết đi cũng được sống lại nữa. Sẽ có kỳ Chúa làm điều này. Họ cực chẳng đã phải tiếp nhận mà thôi, vì cứ nhờ hội thánh của Chúa mà được. Nhưng mà có vị vua thứ hai đó ra đón Abraham. Vị vua này là Melchizedek, vua Salem. Vua này là thề tế lễ của Đức Trời chí cao. Vị vua thứ hai này ra đón Abraham chính là vua của bên vua, chúa của bên chúa. Melchizedek trong tiếng Hebrew có nghĩa là vua công bình, đấng khiến cho người ta được lên ngôi vị, đấng giúp cho người ta được gia nhập gia đình của vua, tức là hoàng gia, đấng cố vấn, đấng luật sư, đấng ban luật pháp, đấng cai trị. Còn Salem đó là vua bình an, đấng ban cho người ta bình an, đến khiến cho người ta đến được sự bình an. Vua Melchizedek ra đón Abraham không phải chỉ là sự nghênh đón, mà là một sự đãi tiệc mừng Abraham. Kinh Thánh chép Melchizedek vua Salem sai đem bánh và rượu ra chúc phước Abraham. Nguyên văn trong câu này không phải như vậy. Chúng ta có bản King James Version chép theo tiếng Hebrew, chép như thế này: And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was a priest of the Most High God. Nguyên văn có nghĩa là Melchizedek vua Salem hiện ra với bánh và rượu, hiện ra với bánh và rượu, và ngài chính là thầy tế lễ cao nhất của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh cho ta biết vua Melchizedek không có gia phổ trên đất này. Ngài chính là Đức Chúa Trời chí cao. Nhưng mà trong sự mưu luận của Đức Chúa Trời, ngài đã hiện ra để ban ơn cho người được ngài kêu gọi, được ngài chọn lựa, là người đã bước đi trong sự công bình và trong đức tin của mình vào lời của Chúa. Đức Chúa đã sẵn sàng tất cả mọi sự cho kế hoạch cứu chuộc nhân loại, và trong kế hoạch đó có sự ghi chép lại tất cả những gì mà Đức Chúa đã làm trong loài người. Hầu qua đó mà chúng ta có thể dõi theo, bước theo, học theo, rút kinh nghiệm và đi theo con đường cách tốt nhất trở về nhà cha. Đức Chúa đã không hiện ra với Abraham ngay khi người mới được kêu gọi, nhưng Đức Chúa đã để cho Abraham trải qua những sự thử thách để nhận biết rằng nếu có Chúa sẽ như thế nào và không có Chúa sẽ làm sao. Để cho Abraham biết rằng là khi mình còn đi, còn cư ngụ trong sự khôn ngoan thông sáng mưu luận của chính bản ngã xác thịt mình thì sẽ ra như thế nào. Bài tuần trước chúng ta đã thấy rằng cái sự tính toán của Abraham có thể giữ được mạng cho Abraham, nhưng mà gây thiệt hại cho chính vợ của mình và cả triều đình của vua Pharaoh. Trong thực tế, một số người đã cho rằng khi Đức Trời đã chọn ai đó thì chắc chắn người ấy sẽ là không mắc một sai lầm nào cả, vì Đức Trời là đấng biết làm chứng. Nếu chúng ta hiểu Đức Trời là đấng biết rõ mọi sự và áp dụng điều đó trong sự giữ chúng ta sẽ mắc sai lầm. Bởi vì sự biết trước của Đức Trời sẽ không phải là để chúng ta nhận xét hay là chấp nhận. Cho dù chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận thì Ngài vẫn là đấng biết trước mọi sự, và Ngài sẽ không phải bày tỏ mọi sự Ngài biết đó cho chúng ta, mà chúng ta biết rằng Ngài đấng biết rõ mọi sự. Trong tất cả các thiên sứ do Đức Trời tạo dựng nên đều đã từng ở trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, và đều đã tạo dựng trong sự tốt đẹp, cho đến khi trong các vật thọ tạo của Đức Trời đó nảy sinh ra những điều bất biến, tức là gì, nó đầu bị gì, biến chất đi, biến đổi đi. Đức Trời tạo dựng nên một theo ý tưởng tốt lành của Ngài, và Đức Trời đều cho muôn vật có sự tự do trong ý chí của mình. Chính là người khi Đức Trời tạo dựng lên lúc ban đầu đều ở trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho đến khi Adam biến đổi lòng của mình khi nghe và tin theo lời con rắn, là kẻ đã biến đổi bản chất của mình đầu tiên trong các vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đấy. Như vậy Đức Trời biết trước điều này không? Đức Trời biết trước, nhưng Ngài không phải hành động ngay. Ngài muốn các vật thọ tạo Ngài nhận biết bổn tánh tốt lành của Chúa, đầu phục Ngài để diệt đi tất cả những chất không thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Trời biết rõ Judas Iscariot, nhưng Ngài không phán xét Judas Iscariot. Judas Iscariot được cơ hội ở cùng với Chúa suốt một thời gian dài với các môn đồ của Ngài, vì Đức Trời hy vọng rằng Judas Iscariot sẽ biến đổi lòng của mình để không phản Chúa. Nhưng mà Judas Iscariot đã không chọn điều Đức Trời muốn,
chọn điều mà quỷ muốn. Và bởi cớ đó Judas Iscariot mới bị tiêu diệt bởi chính tội ác của mình. Như vậy có phải Đức Trời biết trước không? Đức Trời biết trước. Đức Trời đã biết trước Abraham. Nhưng mà dầu vậy, Đức Trời là Đức Trời công bình, là con án của mình, Ngài không làm được một việc gì tình vị khác. Cho nên Đức Trời để cho Abraham tự do đi con đường mình muốn. Mặc dù Đức Trời đã kêu gọi, đã chọn, nhưng mà để cho Abraham cứ đi, và khi nhận biết rằng gì, ngoài Đức Trời ra mình không làm gì cả. Và khi Abraham trở về và quy phục mang lệnh của Chúa và biến đổi lòng của mình, bây giờ Đức Trời mới ban ơn từng ơn một, từng thời kỳ một giáo ước với Abraham. Vì sao? Vì trong các giai đoạn đó Abraham đã bày tỏ được tấm lòng thật của mình đối với Đức Trời, hầu cho khi Đức Trời ban ơn cho các thiên sứ của Chúa nhận biết Đức Trời là công bình. Chúng ta cũng vậy, không có một người nào có thể bôn ba sốt sáng năng nổ để có thể vượt được thời gian để nhận đi chức mà mình muốn. Tất cả những người đó đều phải trải qua một thời kỳ thử thách, hầu cho tất cả mọi công việc họ đã làm ra đó đều được bày tỏ trong sự sáng của Chúa, thiên sứ nhận biết được đó, và họ nhìn biết được Đức Trời chọn lựa là không có sự tây vị, đều được công bình. Chúng ta cũng vậy. Vì nếu chúng ta không hiểu biết nguyên tắc này, chúng ta sẽ vấp phạm. Khi nào chúng ta sẽ trao cho con cái chúng ta những dụng cụ để xây nhà, xây cửa, hay là làm đường, làm cống? Có phải khi chúng nó mới được năm đến sáu không? Hay là khi chúng nó mới ra khỏi nhà trường, chưa biết làm công việc gì cả? Chắc chắn là không. Nhưng mà chúng ta có thể giao công cụ đó để cho các con cái chúng ta, khi chúng nó đã từng kinh nghiệm được trong sự sống, kinh nghiệm được sự cai trị, kinh nghiệm được điều luật này luật kia trong cuộc đời, kinh nghiệm được cách chín chắn, bây giờ chúng ta sẽ giao việc cho họ, phải không nào? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người ta giao công việc quan trọng cho những người chưa có sự hiểu biết gì về chức vụ họ được giao. Người ta dạy đạo sơ sài, gần như làm theo thủ tục chiếu lệ để báo cáo cho những người mới ra nhập hội thánh. Nhìn bên ngoài có thể có sức khỏe, có tri thức, có năng nổ, trong bên ngoài có thể nghĩ rằng ô, người này có khả năng đây. Và bây giờ người ta dạy đạo cho, và gì, ngay cả những người đứng dạy, những người đó cũng chưa biết rõ về là thật của đạo Chúa nữa, thậm chí người còn nghi ngờ về đạo Chúa nữa, nhưng mà cầm chảy đã phải dạy thôi, vì đây là một cái nghề như đó mà sống. Và rồi thì người ta đại diện cho Đức Trời để chứng nhận, để tân phong và đặt danh cho những người mà họ huấn luyện đó là thầy tế lễ nhà vua. Người ta giao việc xây dựng nhà Đức Trời cho những người mà chính những người đó chưa xây nổi cái nhà của riêng họ. Làm sao xây dựng nhà Đức Trời được? Người ta giao công việc dạy dỗ những người khác làm theo lời của Chúa cho những người mà chính những người ấy lại chưa hề học làm thế nào để nghe được tiếng Chúa, làm thế nào để vâng theo tiếng Chúa, và chưa hề biết cách làm theo luật pháp Đức Trời. Người ta giao công việc chăn chiên của Đức Trời cho những người ấy, nhưng lại không có lương thực để giao cho chăn, không biết chăn làm sao cả. Những người cũng là chiên, chưa biết làm sao để ăn cả. Thì làm sao dạy con chiên khác thì ăn cái gì? Đức Trời đã chọn và kêu gọi Abraham vì Ngài biết rõ điều Ngài làm. Và hễ Đức Trời đã kêu gọi ai thì Ngài sẽ không chỉ giao công việc cho người ấy mà thôi, nhưng là chính Đức Trời sẽ cùng làm việc với người đó. Trước khi Đức Trời dựng nên là người, Đức Trời dựng nên các công việc rồi. Và bây giờ sau khi loài người được dựng lên theo ảnh tượng của Ngài, Ngài ban phước cho loài người để các chị vân vật, nhưng Ngài có thể giao hoàn toàn cho Adam không? Không. Ai sẽ khiến mưa xuống cho trái đất này? Ai sẽ nói với các con thú? Rồi ai sẽ khiến gió, khiến mặt trời mặt trăng quay, hay là trái đất quay? Đức Chúa Trời, Ngài luôn hợp tác với loài người. Và bữa đó ngày hôm nay khi chúng ta nghe tiếng Chúa, đừng nghi ngờ, đừng sợ hãi, đừng nhìn vào chính mình, nhưng mà tin vào lời của Chúa. Thi Thiên 145 câu 15 đến câu 17 chép: con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì, Chúa xẻ tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Mặc dù vậy, Đức Trời vẫn cho Abraham trải qua các sự thử thách, và khi Abraham vượt qua được những sự thử thách cần phải có, thì chính những điều mà Abraham đã vượt qua đó sẽ chứng tỏ tấm lòng của người ở trước mặt Đức Trời. Và bây giờ
Đức Trời thấy rõ các sự hiện ra biểu hiện của người đó xứng đáng với cái sự trang bị, xứng đáng với cái sự ban ơn vì đã được tín nhiệm rồi. Bây giờ Ngài sẽ tiếp tục làm công việc cần thiết cho giao ước của Ngài để kêu gọi Abraham lập một giao ước đời đời cho loài người. Đức Trời đã dẫn dắt Abraham từng bước một qua các sự thử thách, từng bước một Ngài tái lập giao ước của Ngài như thế nào. Chúng ta cũng vậy, không phải chỉ một lần được động chạm kêu gọi rồi chúng ta khơi khơi đi làm tôi tớ của Chúa phải có giao ước đâu. Mỗi một lần để tôi trở lại vùng đất mà Chúa cho tôi đi truyền giáo, tôi phải được ít nhất là 3 hội thánh của Chúa cầu nguyện cho tôi được sức giàu, được sai đi. Vì chúng ta là thân thể của Chúa, là các chi thể trong thân thể của Chúa, và chúng ta phải được sai đi vì hội thánh của Chúa đại diện cho Chúa. Tôi phải được ít nhất là 3 hội thánh của Chúa có sự sức giàu, cầu nguyện và có khải tượng, tức là tiên tri sai đi, bấy giờ tôi mới yên tâm lên máy bay. Còn nếu không tôi không lên, tôi sẽ không lên. Mình phải biết chắc rằng mình được sai đi, chứ không phải là mình đi vu vơ, không phải đi theo ý riêng của mình. Vua Melchizedek chính là Đức Trời toàn năng, và chính Ngài là hình bóng của Đức Trời, và cũng là hình bóng của Đức Chúa Jesus Christ nữa. Lời Chúa chép ở trong Hebrew đoạn 7 câu 14 đến 7 là gì? Vì thật rõ ràng Chúa chúng ta ra từ Giuđa, về chi phái ấy Môi-se không nói chi về chức vụ tế lễ. Mọi điều đó càng thêm rõ hơn nữa khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác dấy lên giống như Melchizedek, lập nên không theo luật lệ của điều răn xác thịt, nhưng theo quyền phép của sự sống, chẳng hay hư hay hết hay chết. Và này là lời làm chứng cho Ngài rằng con làm thầy tế lễ đời đời theo ban Melchizedek. Thi thiên 110 câu 4 chép: Đức Giê-hô-va đã thề không hề đổi ý rằng ngươi là thầy tế lễ đời tùy theo ban Melchizedek. Chúng ta xem chữ ban mà Đức Trời phán ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là theo sự mưu luận, theo lý do, sự thích hợp, thỏa mãn nhu cầu, theo tư hiệu, sự di sản kế tự, mạng lệnh, sự sắp xếp, sự chuẩn bị, sự bổ nhiệm, người được chọn để nói thay Đức Chúa Trời. Để là người có thể nghe và hiểu được ý muốn của Đức Trời toàn năng, chức vụ của Chúa Jesus Christ được bổ nhiệm để đại diện cho Đức Chúa Cha nói với loài người, dạy loài người. Và ban Melchizedek chính là chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ được bày tỏ trước chúng ta. Đấy là gì? Tại sao chúng ta phải có sự bày tỏ trước chúng ta? Tại sao Chúa không nói chúng ta ngày hôm nay? Trên đường chúng ta đi ra Vũng Tàu, chúng ta có đến được bao nhiêu cây số không? Chúng ta có được nhìn thấy thông báo ở ngay thành phố này không? Không. Nhưng mà được đặt trước chúng ta. Đặt trước rồi, khi chúng ta đi sẽ thấy điều đó. Ngày hôm nay chúng ta đang đi trên con đường Đức Trời đã xây, đã sẵn sẵn. Và tất cả điều này đã được chép xuống để dạy dỗ chúng ta, hầu cho chúng ta có cẩm nang để đi theo con đường mà Chúa đã ban cho chúng ta. Abraham là hình ảnh của các môn đồ của Chúa Jesus Christ trong thời kỳ cuối cùng này. Khi Chúa Jesus gọi các môn đồ đầu tiên, Ngài đã cho các môn đồ của Ngài theo Ngài suốt hơn 3 năm. Và trong thời gian này, một số đã lùi đi, nhưng mà một số đã bền chí theo Chúa. Và trong khi họ theo Chúa, họ cũng có những sự vấp phạm trong sự thiếu biết và thiếu đức tin. Nhưng mà Chúa Jesus đã cho họ được từng trải các sự thử thách đó, hầu cho mọi sự bên trong lòng họ sẽ được bày tỏ ra trước khi họ nhận lấy sự ban cho mà Đức Chúa đã sắm sẵn cho họ. Chúa Jesus đã phán với các môn đồ trung thành của Ngài như sau: Luca đoạn 22 câu 28 đến 30 chép: Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay để xét đoán về hai chi phái Israel. Abraham được vượt qua những sự thử thách đầu tiên của mình trên con đường bước theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và khi thắng trận trở về, Đức Chúa Trời đã hiện ra và ban bánh và rượu để ban phước cho người. Bánh và rượu đây chính là hình ảnh ban phát lẽ thật hàng sống và sự sức giàu quyền phép của Đức Thánh Linh cho những người được Chúa chọn. Đức Trời chọn trong ngày sau rốt này. Bản tiếng Việt chép lời chúc phước của Melchizedek là gì? Nguyện Đức Chúa Trời chí cao là đấng dựng nên trời và đất ban phước cho Abraham. Nhưng mà bản kinh James Version chép của tiếng Hebrew để tra cứu thì chép như thế này: And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, Processor of heaven and earth, and blessed
be the Most High God which had delivered thy enemy into thy hand. Có nghĩa là và Ngài đã chúc phước cho người tức là Abraham và nói rằng đáng chúc phước thay cho Abraham của Đức Trời Chí Cao, Đấng Chủ Tể Thiên Đàng và Thế Gian, tức là trời và đất. Và đáng chúc phước thay Đức Trời Chí Cao, Đấng đã phó kẻ thù nghịch của Abraham vào tay người. Đức Trời công bố gì? Đáng chúc phước thay cho Abraham của Đức Trời Chí Cao. Bây giờ Abraham là của Đức Trời Chí Cao, chứ không phải là nguyện xin Đức Trời Chí Cao ban phước cho. Ngài chính là Đức Trời, Ngài còn nguyện xin ai nữa? Melchizedek chính là Đức Trời Chí Cao, Ngài ban phước cho và Ngài phán rằng Abraham, ngươi đáng được ban phước vì ngươi thuộc về ta. Khi Thánh Linh ngự trong chúng ta, Ngài có giờ nói ra đây, nguyện Đức Trời ban Thánh Linh của Ngài cho ngươi không? Không. Vì Thánh Linh tức là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Cha, Ngài ngự trong ta, Ngài phán điều chi đó là mạng lệnh, Ngài bày tỏ điều chi ấy là mạng lệnh. Lời chúc phước của vua Melchizedek chính là sự công bố của Đức Chúa Trời về điều Ngài muốn làm cho Abraham. Và trong lời chúc phước đó, Đức Chúa Trời công bố cho cả thiên đình thiên sứ biết rõ rằng Abraham từ nay là thuộc về Đức Chúa Trời. Và đây là một sự thách lớn, bắt đầu giai đoạn mới cho Abraham, một sự thách lớn. Ma quỷ biết rõ điều này. Trước kia Đức Chúa Trời hiện ra trong tâm linh của Abraham rồi, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời công bố ra và muôn vật đều nghe lời chúc phước của Đức Chúa Trời cho Abraham. Một giai đoạn mới. Đức Chúa Trời đã ban phước cho Abraham và phán rằng đáng người khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó thù nghịch vào tay ngươi. Đoạn Abraham lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó. Khi Abraham nhận được lời chúc phước của vua Melchizedek, Abraham đã dâng một phần mười trong số chiến lợi phẩm thu được từ tay kẻ thù nghịch mình cho vua Melchizedek. Điều gì đã đến với Abraham cũng sẽ đến với chúng ta. Vì chúng ta là dòng dõi của người. Sự hiện ra của vua Melchizedek chính là hình bóng của sự ban thần lẽ thật cho chúng ta. Khi nào chúng ta được ban cho bánh hàng sống và nước hàng sống? Khi nào chúng ta được ban cho lẽ thật và quyền năng của Đức Chúa Trời? Có phải khi chúng ta vừa mới vào đạo không? Có thể lắm, có một số người vào các đường nghe lẽ thật ngay, sung sướng lắm. Nhưng mà được ban cho lẽ thật, ban cho bánh hàng sống, ban sự sức dầu thì không phải là được nghe mà thôi, mà được ghi ở trong lòng chúng ta. Có nhiều người đã từng nghe lẽ thật, nhưng rồi đây đốt sách, đốt băng, cái này là tà. Họ nghe được rồi, nhưng không thuộc về họ, vì họ không được ban cho những điều đó. Họ được nghe, nhưng họ lại làm khó chịu. Nhưng mà Chúa phán là sau những ngày đó ta sẽ đổ thần ta trong mọi xác thịt và ta sẽ ghi tạc lời ta vào trong trí khôn và đặt lời của Ngài trong lòng chúng ta, nghĩa là thuộc của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta hiểu được lẽ thật này, chúng ta kiểm soát cuộc đời của mình theo từng bước, chúng ta đi như Abraham đã đi. Và chúng ta biết rằng khi nào thì chúng ta biết chắc rằng chúng ta được ban bánh và rượu của Ngài cho chúng ta. Khi nào, nếu tao Chúa ơi, con đi bao nhiêu lâu nay rồi, con đi với Chúa ơi, tại sao chưa được bánh và rượu? Chứ bảo là có thể là con thiếu điều gì chăng, có thể chứ con chưa cầu xin chăng, để ta xem lại cái quyển sổ điện thoại xem có lúc nào con gọi không. Rất tiếc là con không hề gọi điện thoại cho ta. Có nhiều người đi theo Chúa nhưng bây giờ chẳng bao giờ cầu xin điều gì cả, cứ đi thôi, bởi vì họ không xin nên Chúa không cho. Vì Chúa này ta sẽ đánh người tùy theo lời ta nghe miệng các người nói. Tất cả những người ở trong Thánh Chúa tại đây này đã từng nói gì? Lạy Chúa, xin ban thánh linh Ngài cho con, và Ngài đến thật với chúng ta. Chúng ta phải mở miệng cầu xin Ngài, phải không nào? Thì Ngài đến.